Sau khi đã liên kết được tệp dữ liệu điểm AutoCAD vào Revit, chúng ta cần phải làm một thao tác, đó là Acquire Coordinates, bắt lấy hệ tọa độ. Các bạn vào thẻ Manage, ô Project Location, giải lệnh Coordinates và các bạn chọn cái câu lệnh đầu tiên nhé, Acquire Coordinates, nhấp chuột chọn này. Sau đó các bạn dê chuột qua cái bề mặt địa hình ở đây để sao cho khi cái hình chữ nhật nó hiện sáng lên, chúng ta nhấp chuột để chọn được cái file link CAD đó. Các bạn để thấy sau khi chúng ta thực hiện thao tác nhấp chuột ấy, thì cái điểm Survey Point là mốc giả định của dự án, nó đã tự động bay về đúng cái vị trí này. Đây chính là cái vị trí gọi là UCS Origin của file AutoCAD mà các bạn đã xem ở trong video trước. Thao tác của chúng ta vừa rồi là ngay lập tức cái điểm Survey Point của file Revit tự động nhận đúng điểm gốc Origin trong file AutoCAD, và đây là điểm mà được chỉ định bởi các kỹ sư chắc đảng. Tạm thời chúng ta chưa quan tâm đến Project Base Point, nó sẽ là phần của bài học phía sau.